Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của chúng tôi trong chuyên mục Thiền tập cho người bệnh rộn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Làm thức ăn sáng. Thức ăn sáng cũng là thiền tập. Nấu nước sôi, pha trà, lọc cà phê, nấu cháo trắng, nướng bánh mì, chiên cơm nguội, sắp đặt bàn. Tất cả những việc đó đều có thể được làm trong chánh niệm. Nghĩa là trong ý thức sáng tỏ rằng bạn đang làm việc đó, bạn đang vui khi làm và việc đó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chánh niệm là năng lượng thắp sáng ý thức chiếu rọi vào những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Chánh niệm là trái tim của thiền tập. Khi pha trà mà bạn ý thức rằng mình đang pha trà, không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ về tương lai, tâm đặt hết vào việc pha trà. Như thế là bạn đang có chánh niệm. Chánh niệm giúp ta sống sâu sắc từng giây phút của cuộc sống hàng ngày. Ai cũng có khả năng chánh niệm, nhưng với người biết thực tập thì chánh niệm ấy mạnh mẽ hơn và người ấy có khả năng an trú trong hiện tại nhiều hơn. Thời gian làm thức ăn sáng có thể được biến thành một buổi thiền tập vui lắm. Nếu có người khác đã xuống bếp rồi và đang chuẩn bị làm thức ăn sáng, bạn cũng nên xuống giúp người ấy, mời người ấy cùng làm trong chánh niệm. Cả hai cùng thực tập sống trong giây phút hiện tại, biến thời gian làm thức ăn sáng thành một niềm vui. Ăn sáng. Bạn có thể sắp đặt để bữa ăn sáng được thảnh thơi và yên vui. Đừng đọc báo, đừng mở vô tuyến, đừng nghe đài phát thanh. Hãy ngồi thẳng, nhìn thức ăn trên bàn, nhìn mọi người, thở và mỉm cười để nhận diện và trân quý. Bạn có thể nói một câu gì đó với ngồi trước mặt mình. Ví dụ, có mẹ đang ngồi ăn sáng với con hạnh phúc quá. Hoặc, hôm nay trời nắng đẹp, bố nhớ ra thăm vườn và nằm võng nhé. Hoặc, hôm nay anh sẽ thu xếp về sớm một chút để giúp em làm cơm chiều. Những câu nói như thế là để công nhận sự có mặt quý giá của những người thương. Đó là sự thực tập chánh niệm. Có chánh niệm thì tất cả những trao đổi trong bữa ăn sáng đều có công năng giúp bạn cùng những người khác nhận diện và trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Rửa bát, dọn bàn sau khi ăn sáng có thể trở thành niềm vui như có một ngày đẹp trời. Đối trị tập khí. Tập khí là thói quen. Đó thường là thói quen xấu được lặp lại rất nhiều lần. Thói quen đầu tiên mà ta phải nhận diện là chạy về tương lai. Có thể thói quen tập khí này đã truyền từ tổ tiên và cha mẹ. Ta mãi lo lắng cho tương lai nên không có khả năng sống sâu sắc và an lạc trong hiện tại. Ta có niềm tin âm ỉ trong lòng là hiện giờ ta có thể có hạnh phúc và ta còn cần có một số điều kiện khác nữa thì mới thực sự có hạnh phúc. Ta suy đoán, dự kiến, chuẩn bị, mơ ước về những điều kiện hạnh phúc mà mình sẽ có trong tương lai và ta chạy về tương lai cả trong giấc ngủ. Ta có quá nhiều lo lắng sợ hãi về tương lai, ta không biết tương lai của mình sẽ ra sao và những lo lắng bồn chồn ấy cũng không cho phép ta an trú được trong hiện tại. Phép tập thiền là đem tâm về hiện tại. Làm thế nào để nhận diện được tập khí ấy mỗi khi bạn bị nó lôi đi? Bạn chỉ cần chú ý tới hơi thở và mỉm cười với tập khí ấy. Ô hay, mình lại tập khí kéo đi rồi. Nhận diện được tập khí sẽ buông bỏ bạn. Bạn có tự do để sống an vui trong hiện tại. Mới bắt đầu tập thiền, bạn sẽ phải nhận diện nó mỗi ngày nhiều lần. Biết sống an lạc trong hiện tại cũng là một tập khí, một thói quen tốt. Những thói quen này bạn cần phải tập luyện mới có được. Chải răng, mặc áo, tắm gội, lái xe, đi bộ, bạn hãy để hết tâm ý vào việc bạn đang làm, tìm an lạc và hạnh phúc ngay trong những giây phút ấy. Nếu thực tập hơi thở ý thức, bạn sẽ có cơ hội nhận diện tập khí của mình nhiều hơn và mỗi lần được nhận
diện lực thì tập khí kia sẽ không kéo bạn đi theo nữa. Đây đã bắt đầu là thành thơi của giải thoát, của an lạc. Phép tu này gọi là nhận diện đơn thuần. Tập khí của ta ơi, ta biết mi đang biểu hiện. Bạn không cần vật lộn với nó, không cần đàn áp nó, chỉ cần nhận diện thôi. Chánh niệm là năng lượng có khả năng nhận diện bất cứ cái gì đang xảy ra, trong đó có tập khí của bạn. Phá bỏ cục tủ quá khứ. Có những người luôn bị quá khứ ám ảnh, tiếc thương, oán hận, hối hận và khổ đau làm cho họ suốt ngày bị giam hãm trong ngục tù quá khứ, và do đó cũng không thể sống thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Quá khứ thật ra không còn nữa, chỉ có những ấn tượng, những hình ảnh còn lại trong nhiều sâu tâm thức. Những cái đó có thể ám ảnh ta, phong tỏa ta, ảnh hưởng đến cách hành xử của ta trong giây phút hiện tại. Những cái ta nói và làm có thể là do chúng bị thúc đẩy, như vậy là ta mất tự do. Hơi thở chánh niệm cho ta biết rằng trong giờ phút hiện tại, những đe dọa đó, những đau thương đó, những tàn ác đó không còn có mặt, và ta có thể an trú một cách an toàn trong giây phút hiện tại. Hơi thở chánh niệm cho ta biết là những ấn tượng ấy, những hình ảnh ấy không phải là thực tại, và cái ý thức ấy giúp ta thoát khỏi vòng ảnh hưởng của những ám ảnh và ấn tượng kia. Cũng như Tôn Ngộ Không trước khi đi cầu cứu Phật Bà Quan Âm đã vẽ một vòng tròn và dặn Tam Tạng đừng bước ra khỏi vòng tròn đó, thì yêu quái sẽ không thể làm gì được Tam Tạng trong khi Tôn Ngộ Không vắng mặt. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đi vắng, yêu quái hiện hình thành một phụ nữ lâm nguy cầu Tam Tạng cầu tới giúp, và khi Tam Tạng bị lừa bước ra khỏi vòng tròn thì yêu quái bắt đầu nắm được Tam Tạng. Cái vòng tròn đó tượng trưng cho sự sống có thật trong giây phút hiện tại. Nếu ta biết thở, biết ngồi yên, biết đi trong chánh niệm là ta còn ở trong vòng tròn, và ta tiếp xúc được với sự sống đang có mặt mà không còn bị ma quỷ của đau thương, của hiểm nguy quá khứ điều khiển ta nữa. Nếu trong quá khứ bạn đã từng bị đối xử độc ác, cưỡng ép tình dục, trải nghiệm khổ đau, bạn phải biết cách thực tập để trong mỗi giây phút có thể thấy những điều đó đã xảy ra trong quá khứ. Còn trong giây phút hiện tại thì bạn đang an toàn, không có những hiểm nguy và ác độc nào cả. Nhận diện bóng ma quá khứ nói với chúng rằng chúng chỉ là bóng ma không có thật, là cách tự giải phóng mình ra khỏi ngục tù quá khứ. Thực tập thở, đi, ngồi và làm việc trong chánh niệm liên tục vài tuần lễ, bạn sẽ thành công và những cảm xúc đau buồn sẽ không còn trở lại.